Giữa phố xá đông đúc, cậu bé người nước ngoài dù đang hớn hở bước đi cùng gia đình nhưng không quên ngoảnh lại, giơ ngón tay cái thay lời cảm ơn gửi tới người tài xế ô tô vừa nhường đường cho mình. Câu chuyện vừa được chính người tài xế ô tô chia sẻ lên MXH, thể hiện ấn tượng mạnh mẽ của anh về cậu bé người nước ngoài có cách ứng xử đẹp. Cách ứng xử cực đáng yêu của cậu bé đã lập tức gây chú ý trên MXH. Chẳng làm gì hơn việc tuân thủ tín hiệu đèn giao thông để người đi bộ qua đường. Lời cảm ơn siêu ngầu từ cậu bé khiến bác tài như vừa bị đốn tim, cảm thấy hạnh phúc ghê gớm. Cậu bé người nước ngoài tầm 6 tuổi gì đó đã nhẹ nhàng đốn tim nhà cháu chỉ bằng một cử chỉ đơn giản là giơ ngón cái thay lời cảm ơn khi nhà cháu dừng xe đúng hiệu lệnh đèn giao thông để người đi bộ qua đường. Cảm thấy thật đáng yêu và đáng để học tập. Nhà em trả lời cậu bé bằng một hành động tương tự kèm theo nụ cười thân thiện. Tài khoản Facebook 2 Som chia sẻ về niềm vui mình vừa gặp lúc đầu ngày. Không chỉ đốn tim một mình bác tài nói trên, hình ảnh về cậu bé đáng yêu với cách cảm ơn siêu ngầu bằng ngón tay cái sau khi được chia sẻ lên một ít đã lập tức khiến cả cộng đồng mạng yêu thích. Hành động nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa, thể hiện sự văn minh, thân thiện trong cách ứng xử khiến cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi. Bác tài dừng đúng tín hiệu đèn, cậu bé cũng đi đúng luật còn kèm theo một lời cảm ơn, hình ảnh thật đẹp biết bao. Đôi khi chỉ cần một cử chỉ nhỏ như thế thôi, tắc đường đến mấy cũng chẳng thấy khó chịu chút nào nữa, một người dùng bình luận. Đáng yêu quá đi mất, cậu bé hẳn đã được giáo dục rất tốt, thân thiện đến thế là cùng. Mới sáng ra được đã gặp niềm vui, nhất bác tài xế nhé. Không liên quan nhưng hãy luôn tuân thủ luật giao thông để mọi người ai cũng cảm thấy vui vẻ và yên tâm khi đi trên đường, một người khác thêm vào. Sự việc hiện vẫn đang gây chú ý trên MXH.